Dạ em xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng nay á em sẽ đi chợ, rồi hôm qua chị Năm cũng có nói là hôm nay lên em chơi với lại xin tiền thì cũng có lên em chơi cả nhà. Thì sáng nay em tranh thủ em đi chợ để mà em mua con gà về ký để mà mình làm cái gì đó để đãi cho mấy gì. Thì thôi giờ em mời cả nhà đi chợ chung với em. Nhưng mà cả nhà thì cả nhà nhiều khi cũng muốn góp ý kêu em là đi chợ phải quay cảnh chợ này kia, nhưng mà hiện tại là em có một mình thì em vô chợ em vừa mua đồ vừa quay phim nữa thì nó cực cho em. Thì cho nên mấy cái đó thì mong cả nhà thông cảm cho em. Khi nào em đi hai người rồi thì cái em sẽ quay cho cả nhà xem, tại vì hiện tại thì Dương Út cũng đi làm hồ rồi không có phụ cho em được. Rồi hôm nào Dương Út rảnh thì em sẽ mời Dương Út lên rồi để hai dưỡng cháu đi chợ, rồi em sẽ quay cái cảnh đi chợ cho cả nhà xem. Thì thôi giờ mong cả nhà cũng thông cảm cho em. Thì thôi giờ em mời cả nhà đi chợ chung với em nha. Dạ em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. À thì sớm giờ cả nhà, thì em cũng đi chợ mới về á, rồi về Năm với lại Thính Tiền cũng vừa tới luôn. Thì em đi chợ em có mua được con gà. Thì hôm nay về nấu cháo hay gì không? Nấu cháo. Ở đây thì có rau với lại rau thơm nè. Rau thơm với lại đây là bắp cải, ngò với lại hành, còn đây thì nấm gơm. Để chút xíu mình nấu cháo ở đây ăn kèm thì có giá, thì ăn hồi có tráng miệng thì chôm chôm. Với sẵn đó con mua mấy trái bắp để mà mấy dì cháu mình ăn sáng luôn ha. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng ba dì cháu nha. Giờ con đi rửa gà ha. Rồi Năm chú Thím Tiền lặt rau giùm con ha. Dạ. Thôi giờ ba dì cháu mình lọc bắp ra ăn trước cái đi Năm ơi, rồi hả lặt rau Năm ơi. Giờ chị lọc nha. Dạ. Thím bắp rồi Thím. Dạ. Con đi chợ con cũng không biết mua gì, em thấy vậy em mua vài trái bắp với ít chôm chôm rồi mình ăn trắng miệng. Bắp này ngon này, hèn bắp nít nè con. Bắp dạ. Dẻo. Bắp này mềm ngon ha. Dạ. Con này chưa ăn con cũng chưa biết. Chị bỏ thử nè. Mời cả nhà ăn bắp. Dạ mời cả nhà ăn bắp. Rồi thay cô chú anh chị cảm ơn Thím với dì Năm. Bắp ngọt quá tuyệt. Bắp mềm ngon ha. Ngọt ngon, thiệt mua bắp này ngon à. Sáng con mua giá với rau thơm, nửa cái bắp cải với củ cà rốt để chút xíu cái mình bào cho có màu á nè. Thì có cái chuối cây nữa cũng được rồi ha. Được à, nhiều à. Dưới dì Năm có trồng chuối sáp, có chuối hột. Trên ba con cũng có đám chuối hột nữa. Con tính hồi nãy là giờ con ngon lắm hèm. Dạ con tính về cũng chạy lên ba con sắn cây. Mà dì Năm sắn lên rồi thôi con khỏi đi. Con về bị mưa lâm găm luôn á. Bảo cái hiệu lúc này bảo. Dạ. Con như vậy ăn rồi còn rau. Cháu. Sáng nay tính ra hên đó cả nhà, đi chợ về xong tới nhà ông trời ổng mới mưa, thì giấc này cũng mưa lâm râm thôi cả nhà chứ không có phải là mưa lớn gì. Trời lúc này vô bão quá. Dạ em lặt rau thơm chị được lắm. Hiểm mua ra là cũng tươi ngon lắm nè. Rau cháo con gom để ngọt lắm mình tìm. Dạ. Trong gỏi mà có rau gam thơm lắm chị Năm. Hai ba thứ rau thơm cực nha. Sáng mua trứng gà này ngon sức gì Năm. Gà trứng không à.
sớm giờ em rửa gà thì nó cũng sạch sẽ không được cả nhà. Giờ em sẽ lọc cái chuối này để chút xíu mình sắc làm gỏi. Ừ, Năm ơi, sẵn á, chút xíu Năm lọc giùm con ít củ hành lên chút xíu đặng mình phi hành đó Năm. Dạ. Gà gỏi cây chuối cây này ngoài gặp cây chuối hột nó ngon thế không? Dạ. Cái này hồi mình chẻ khúc dài dài hay là sắc mỏng mỏng? Thôi Năm sắc mỏng thiệt. Dạ. Để Năm sắc cho con. Dạ, để con lột sẵn về cho Năm luôn, hồi Năm chỉ có xuống sắc thôi. Lúc này cũng mới rửa gà xong cũng rảnh. Con này ăn bụng chết luôn, không ai. Làm có mình mệt kia rồi nói chuyện kia không biết nói với ai. Dạ, trời mưa nè, rồi cái Năm không có làm cỏ được mới lên con chơi á. Dạ. Chứ phải làm cỏ được chắc không có lên được. Lâu lâu cái chạy lên con nói chuyện nha. Dạ. Lâu rồi không có làm á, lên con chơi. Những lúc hôm nay thì cũng đi làm hồ quá cho người ta đó cũng không có lên. Khán giả hậu quá trời luôn. Mà cái vườn ốc mắc ly làm rồi không có phụ cho con nữa. Sớm giờ nay chị em cũng gặp rau xong rồi, giờ xuống rửa. Giờ để con đi bắt nước, con luộc con gà rồi rang gạo luôn hết Năm. Ừ. Con chị Năm rửa ra em đi Năm. Ừ. Em rang gạo ơi, mình ăn mình nấu cháo. Ừ, con rang gạo đi chị rửa rau. Dạ. Em gian gạo cái này á thì bây giờ đắp nước lên để mà em luộc con gà gian xong hả Thứ? Rồi gian gạo xong rồi gà hả? Dạ. Sáng giờ em bắt cái nồi nước lên đó, thì nó cũng sôi rồi. Mà để em cho gà vô để mà em luộc nước á thì cũng sôi giờ, trước khi bỏ gà vô luộc á em cho một ít gốc hành với lại củ hành tím này em cũng có đập dập rồi, cho nước vô cho nó thơm với lại có trong nước nữa. Thêm em cho là ít muối, đường, bột ngọt với lại hạt nêm mình cho vô trước, mình cho gà vô mình luộc á cho nó thấm cho nó ngon mà nó thơm nữa. Cho gà vô. Chị ra đây chị sắc hột lựu củ cải á, bỏ vô cháo con tiền bệnh sắc mắm gom nha cưng. Dạ, sáng giờ em cũng ăn gạo xong em phụ chị sắc mắm gom đi. Ừ. Này Năm sắc hột lựu. Dạ. Ăn bỏ vô cháo nó ngon. Dạ. Sắc mướm xong rồi em để qua bên đi, em bào củ hành đi. Bào củ hành thôi mình phi với thì. Dạ. Bỏ vô cháo thôi. Hôm nay có hai phụ nữ lên con chơi mà làm hết trơn. Nay tại trời mưa mình không đi làm gì thì được, lâu lâu lên hiền chơi. Hồi nãy không chở Bảo Lam lên chơi thêm. Bảo Lam đi học khoảng chút nữa, 10 giờ thêm rước đó. Dạ, rước chở lên đây ăn cháo luôn. À đấy rồi, ấy rước nó chở nó lên. Dạ. Chút tới 10 giờ á, về rước. Đó bào để hồi trụng gỏi hả Năm? Ừ, trụng gỏi. Giống với cây chuối với bắp cải hả Hiền? Dạ. Đó đẹp, ngon nữa. Mà sớm giờ em luộc con gà thì nó cũng chín rồi. Giờ em sẽ vớt ra.
chiên gà dần thịt đẹp xích. Sớm giờ em vớt gà ra xong, giờ em cho gạo vô. Gạo sớm thêm tiền cũng có gan rửa sạch hết trơn. Vô rồi để gáo. Giờ em cho vô luôn. Sớm giờ gà em vớt ra thì cũng xong. Giờ em bắt cái chảo lên để mà em phi cái hành tím nè. Giờ em cho miếng dầu vô. Mình phi hành cho dầu hơi khá một xíu. Giờ dầu thì nó cũng nóng rồi cả nhà. Mình lấy cái đôi đũa mình để vô nè, nó sôi tim là dầu nóng. Giờ em cho cái hành tím vô luôn. Ngày sớm giờ phi cái hành thì cũng xong cả nhà. Sẵn cái bếp đây, cái em xào cái nấm rơm. Giờ em cho nấm rơm cho em xào luôn. Mình xào này nè, cho vô cháo nó thơm. Ngày sớm giờ em xào cái nấm rơm á cũng được, giờ em cho vô. Nấm rơm cho vô xong giờ em sẽ cho huyết vô luôn. Huyết này sớm á em cắt ra em cũng có chừng nó sôi lại rồi. Rồi cho vô. Cho vô xong rồi giờ em sẽ nêm nếm lại. Em cho ít đường với lại hạt nêm với chút muối. Rồi, trước khi em luộc gà thì em cũng có nêm ít rồi đó nha. Giờ em sẽ cho cái cà rốt thì sớm gì năm sắc thật lụi nè. Giờ em cho vô. Cho cái thằng cháo này sạch ẩm ngon quá năm nay. Dạ. Nước mắm đường thì em giờ em bỏ pha sẵn rồi đó. Giờ em cho nước tắt vô. Đó, em cho trộn gỏi. Nước tắt em trộn vô rồi đó. Giờ em pha cho miếng ớt vô, miếng tỏi ớt vô nữa. Nước mắm trộn gỏi giờ em cũng pha xong rồi đó. Bây giờ em trộn gỏi luôn. Đặng lát ăn cháo. Bây giờ mình bỏ một lớp mỏng, thương lớp mỏng mình trộn cho nó đều mà nó đẹp nữa. Bắp cải tím, bắp chuối, giá. Trộn lộn xộn hai ba thứ cho nó ngon thiệt ha. Dạ. Cho nước mắm vô hả nè. Ừ. Đều cho nước mắm vô. Em cho nước mắm vô xong rồi đó. Bây giờ em trộn lên cho nó đều. Cho nó thấm đều cho nó ngon. Rồi giờ em trộn gỏi cũng xong rồi đó. Giờ em đi dẹp đồ. Chấm giờ về năm á cũng trộn rau gém rồi. Giùm em bây giờ em xé thịt gà ra luôn để mà mình dọn cháo ăn cả nhà. Còn thím lựng thì đi cướp con của thím lựng. Gà nó nhận thịt dần hẻo ngon rất ngon. Sớm giờ em cũng xé gà xong rồi, bây giờ dọn lên ăn được rồi Năm ơi. Sớm giờ em xé gà về năm thì cũng trộn gỏi xong cả nhà. Giờ em sẽ xách vô để mà mình dọn cháo ăn luôn.
cái này đựng trứng này chút xíu cho Bảo Lam, xong rồi cho ít rau thơm lên, với lại cái này cái hành nãy em có phi nè. Mà cháo gà sớm giờ á, ba dì cháu á thì cũng nấu chín này cả nhà, giờ mời cả nhà dùng cháo với ba dì cháu nha. Mời dì Năm, mời thím Lận. Dạ. Có thím Lận cả nhà. Dạ. Mời cả nhà dùng cháo. Mời cả nhà dùng cháo. Đây con múc cho Năm. Dạ. Rồi mời Năm, mời Hiền. Dạ. Năm mời Hiền nha. Có thím Lận nói ba dì cháu cũng hơi kẹo. Đại nó đại đi. Nói cho chung câu thế nào. Rồi Năm cảm ơn con nha. Dạ có gì đâu. Dạ con có nè. Ăn đi Năm. Dạ. Nè ăn đi, bỏ tiêu rồi vô đây Năm. Con quý cái nấm gơm này nè. Cho nấm tiêu quá. Ăn có tiêu nó thơm nó ngon. Nấm tiêu vô nè. Năm ăn muỗng đây Năm. Sợ nhiều khi nóng quá. Ăn đũa. Thịt gà thêm nhiều lắm đó thêm. Nó ngon hay làm? Nó làm gì ăn không tìm? Nhiều lắm. Thấy cái màu trộn gỏi là thấy quá bén. Mà chưa thử thì chưa biết sao. Thịt gà nhiều lắm á Năm. Ừ. Nói vừa ăn ngon á. Năm thích ăn gỡ cái Năm gấp gỡ cái Năm cười. Năm thích sự. Thịt nhóc luôn không ăn, ăn gỡ. Tại Năm thích. Cái ớt đó ớt không cay á, sắc để lên dĩa cho nó đẹp. Mời cả nhà ăn cháo. Cháo Năm em vừa ăn ngon quá. Ừ. Ăn thử gỏi Năm chồng vừa ăn thiệt. Dạ. Mời cả nhà ăn miếng thịt gà. Gỏi Năm chồng miếng ngon. Nhiều lắm nha, thêm với gì Năm ăn thoải mái nha. Gỏi vừa ăn mà ngon quá. Giòn ăn ngon. Bắp cải này giòn ghê hả chị? Cái mịn đây là chỉ có trộn gỏi hoặc làm này kia mấy mua cái bắp cải tím này ha, hồi sáng cái chị bán á. Chị nói mua miếng về để trộn đẹp lắm. Nên mới ăn chán nữa đây Hiền, hết thành nó hết chán rồi đó. Đó ăn bình thường con ra. Chán ngon quá à. Rồi cảm ơn em nha. Em chán nữa chị. Em chán nữa Hiền ơi. Dạ. Bỏ vô miếng tiêu. Miếng tiêu thơm. Nóng ăn cái muỗng á là mới dễ ăn hơn cái đũa. Đũa nhiều khi cái mình già hơi mạnh cái gì vô cái là nó nóng dữ lắm.
gà nó ra nước ngọt thì cái mình bỏ miếng gom vô cái nước ngọt nó xuất hiện. Rồi. Ừ. Mình nấu cháo có nấm gom ngon không chị? Ừ. Với thêm phần hồi nãy sấy cái hành phi á. Nó thơm ha. Dạ, rồi còn cái dầu lại cái con xào cái nấm gom đó con mới cho vô cháo. Ừ. Mấy cái thơm. Nãy em tính có Bảo Lâm lên con chùa trứng cho Bảo Lâm. Ừ. Trứng non này học về nó chịu lên này ở trước mặt năm hoài chắc không tới Bảo Lâm quá. Mưa bảo ăn cháo nóng nóng ngon nha. Dạ. Rồi cho. Em nè. Ừ. Mình sáng mua thêm 3 cục huyết nữa. Kề sắt để vô cho nó ngon. Ừ. Huyết bởi cháo ngon. Dạ. Cái huyết gà thì có 1 cục à. Ừ. Mua thêm 3 cục huyết heo nữa. Này nấm quá nha, ráng lua lua nhai luôn chứ đâu có để lại kỳ quá. Nhai cái quyết á, nấm quá. Nấm quá trời. Cháo nóng rồi bỏ tiêu nó ăn sức mà hôi tiền. Sức mà hôi. Hành phi bỏ vô cháo ngon hay vậy? Thơm. Rồi năm gấp thịt bữa nay rồi năm. Ừ, đây nhau, còn dễ này còn nhiều lắm nè. Này nhóc cái nhau. Quá. Đây một dĩa nè. Cái này là cái ớt không cay, tại nãy con sát cái để lên mặt á. Ừ. Cho nó đẹp vậy thôi chứ nó không có cay. Giòn quá. Cảm ơn con. Con ai hiện quá trời một chén thật. Cái này á về dưới thím đừng có sợ gì nghe. Ừ. Tại con vì cái này là đũa mới con để riêng ở đây để mà gấp cho thím với gì năm còn đũa con ăn là đũa riêng. Ừ. Cái đẩm thôi không biết nói đũa đang ăn thì gấp cho ăn hai gì vậy chết nữa. Giờ tắt lửa đi ha Năm. Ờ. Nóng quá, nóng rồi. Nóng quá. Hồi nãy mình thấy Năm dắt tắt á. À. Tưởng đâu là Năm làm nước mắm mà một chén tắt vậy nó chắc chui gì lắm. Ai về chuẩn gọi. Ngon hen. Năm chén tại ha. Dạ. Năm gấp chứ con hỏi cũng ngon mà nêm cháo cũng ngon nữa. Được. Thịt á, giờ Năm nếm thím ăn nhiều nhiều vô. Quá, thật quá trời thật. Ba chén rồi đó. Này xin phép cả nhà em dùng tay.
cầm tay ăn mới ngon à. Dạ. Cháo nấu gạo rang ngon chị. Ừ. Mau nhiều lắm tiền. Ừ. Là nhiều khi ngon quá mà mình khen hoài á thì nó kỳ. Ừ. Nhưng mà ngon nó, thiệt. Dạ, nói chung là ngon. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Cái này ngon là hết tả hay nằm. Ừ. Nhiều tiền. Dạ. Tâm thính ăn thoải mái nha. Ừ. Mẹ, mẹ con không có nhà, mẹ ăn chưa gì vậy. Mẹ con gì chứ nấu cháo mẹ ăn thích mà. Ừ. Chịu ăn cháo. Nấu cháo dễ ăn. Dạ. À, cháo ngon lắm. Nghỉ hay không? No quá, hiện nay thôi no quá. No quá. Còn nhóc cháo hết trơn luôn nè. Ba chén. Ba chén. Dạ. Ba chén ngon quá. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho em. Giờ ba dì cháu cũng ăn cháo xong rồi cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.